Đồ ăn quá trời đây, toàn là mấy món ba thích không. Cha con mình cùng ăn nhé. Ba không ăn. Bánh rất là nhiều tinh bột, giúp mình tăng cân. Con cảm ơn ba, ba cho con ăn đúng không? Ba mới chỉ con nè. Ba cho con ăn đúng không ba? Không nói là đồng ý. Này. Ôi xúc xích. Món này là món khoái khẩu của con đây. Ăn chung với con nha. Hả ba? Ồ, ba không ăn. Con ăn hết luôn nha. Ôi trời ơi, khoai lang nữa nè. Nhuận tràng. Ăn nha. Hay là ba ăn hết đi nè. Ba nói gì đi ba. Vậy con ăn hết luôn à. Nói nghe nè. Chút nữa tivi á, nó có dở cái lương hay lắm á. À, mình cho em mời mấy người bạn qua đây coi nha mình. Hả? Sao? Muốn gì thì phải nói, người ta mới biết chứ. Im lặng là đồng ý rồi đúng không? Chị là đồng ý rồi phải không? Chú ba tôi mời mấy bà bạn chú ba coi nha. Biết sao không? Coi cả lượt càng đông càng vui ông ha. Sao muốn mình quả có gì chơi á? Muốn gì thì nói. Ông nói làm sao ta biết? Nè, cứ ăn đi. Ăn khỏi coi là coi thoải mái nè. Ăn đi, ăn đi. Có ông chồng tâm lý vậy á, đã thiệt chứ. Ừ. Đó, sao vậy? Hả? À sao? Tắt hả? Tắt cái mở ra. Muốn gì nói ha. Ông bị gì vậy? Cái nào vậy phải làm đấy? Các em ơi! Ông bỏ hả? Các em trật tự, cô có một tin muốn thông báo cho các em biết. Tin gì vậy cô? Tiết sau rồi nghỉ học hả cô? Thôi 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 thôi, trật tự đi. Các em à, các em đã lớn rồi, cứ hở chút là cứ suy nghĩ về cái chuyện là được nghỉ học vui mừng vậy là sao? Không có tốt đâu, hiểu không? Thay vào đó, các em hãy nghĩ về tương lai của chúng ta, về tương lai của các em, sau này các em sẽ học gì và làm gì. Chính vì điều đó mà cô phối hợp cùng với nhà trường đã quyết định mời về đây một vị lão thành có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như là biết trị bệnh cứu người và rất giỏi về đông y. Ê, hình như là ông nội ông đó nha. Không có đâu, ông tào lao quá. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Nhìn thái độ của tụi em kìa. Cô chả thấy tụi em có thái độ gì hết. Vì vậy, điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là các em đã biết được người đó là ai rồi đúng không? Chiều nay, sau cái buổi học cuối cùng, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thân mật cùng với bác sĩ Đông Mê Nguyễn Đức Nghĩa, ông nội của mình nha mọi kỳ này là ông nổi tiếng luôn rồi, ông nội tới trường luôn. Ê tôi nói cho ông nghe, không phải một mình Yumi theo ông đâu, nguyên đám gái trường này theo ông hết, có ở đâu, tào lao quá. Ồ, coi mặt thấy ghét không kìa. Ôi trời ơi, buổi nói chuyện quan trọng của tôi. Tôi chuẩn bị cả tuần nay rồi. Ủa này bà đây hả? Trời ơi con tưởng đâu đứa con nít học đánh dần chứ. Đồ ăn quá trời đây, toàn là mấy món bà thích không. Cha con mình cùng ăn nhé. Ba không ăn. Bánh rất là nhiều tinh bột, giúp mình tăng cân. Con cảm ơn ba, ba cho con ăn đúng không? Ba mới chỉ con nè. Ba cho con ăn đúng không ba? Không nói là đồng ý. Này. Ôi xúc xích. Món này là món khoái khẩu của con đây. Ăn chung với con nha. Hả ba? Ồ, ba không ăn. Con ăn hết luôn nha. Ôi trời ơi, khoai lang nữa nè. Nhuận tràng. Con ăn nha.
hay là ba ăn hết đi nè. Ba nói gì đi ba. Vậy con ăn hết luôn à. Quên, còn cái này nữa mới giữ nè, cái này mới hay nè. Một người bạn thân đã tặng ba chai rượu ở Pháp. Con me lâu lắm rồi, con với ba uống. Ba uống không? Ba không uống luôn hả? Thì con uống hết nha. Con cảm ơn ba. Sao? Ba nói gì? Trời ơi, tôi không ngờ ba tôi thương tôi tới vậy luôn á. Thơm quá trời lắm. Cảm ơn ba. Cái này đem lên phòng ăn. Trời ơi, nó đã gì đâu á. Đó, bây giờ cái mạch điện gồm điện trở R và cho dòng điện xoay chiều á thì Minh. Đây. Ê. Nè, tôi hỏi ông là ông nội ông tới trường mà ông không biết thật hả? Hỏi thật đó. Nè, tụi bay chơi tiếp đi. Tôi nói thiệt mà, ông nội không có nói gì về vụ đó luôn á. Sao kỳ ta, với tính cách của ông, nếu mà gặp chuyện này ông phải nói tất cả mọi người biết chứ. Hay là ông muốn để tới phút chót xong rồi gây bất ngờ ta? Hèn chi, sáng nay tự nhiên ông nội dễ bất ngờ không? Bình thường á là hỏi cái gì la, hôm nay ai cũng mắc lỗi mà không la gì luôn. Ê Minh, ghê nha. Không ngờ ông nội bạn là bác sĩ đông y nổi tiếng luôn á. Ê Minh, bà ngoại của mình bị viêm khớp á. Hôm nào Minh đưa địa chỉ của ông bạn xong rồi mình dẫn bà mình đến khám được không? Viêm khớp hả? Qua cứ nói là bạn của Minh nha. Ông nội tôi vẫn tính tiền bình thường nè. Hay quá à. Hứa rồi đó nha. Làm ăn mà. Bye. Yeah. Trời ơi đã quá vậy cô. Con làm tới mức đó mà ông làm thinh ông nói gì hả? Như vậy mình phải quậy tới mới luôn hả? Mày chịu không nổi luôn á. Nói nghe nè, phần con đã xong bây giờ tới phim phần mẹ. Ủa, mẹ có kế hoạch gì vậy? Ông ơi, ông à. Ủa, kêu mà không thấy ông trả lời, tưởng ông ngủ rồi, nhà thức hả? Nói nghe nè, chút nữa tivi á, nó có dở cái lương hay lắm á. À, mình cho em mời mấy người bạn qua đây coi nha mình. Hả? Sao? Muốn gì thì phải nói, người ta mới biết chứ. Im lặng là đồng ý rồi đúng không? Chị là đồng ý rồi phải không? Chú ba, tôi mời mấy bà bạn chú ba coi nha. Biết sao không? Coi cả lương càng đông càng vui ông ha. Con cài bàn đi nha. Cô à, sao ông nội bà Minh tới lâu quá vậy cô? Ê, sao tới lâu quá vậy không? Tôi cũng biết nữa, bây giờ trễ mấy phút rồi đó mà ông nội chưa tới nữa. Bình thường mấy dịp này là ông nội đi sớm không ạ? Vậy chắc là do kẹt xe đó. Thôi ngồi chờ thêm chút nữa ông nội ông tới đó. À, các em ơi, đợi cô một chút, cô ra ngoài cô gọi điện thoại cái nha. Dạ. Dạ, cô giáo tha thông cảm nha. Tại vì ông nhà tôi á, ổng bệnh bất tử. Tôi đâu biết để mà tôi báo cho cô. Dạ. Dạ. Tôi mới báo cô giáo là ông bệnh. Ủa, ai gọi nó vậy? Cái gì vậy? Chú ơi. Ừ? Chú ơi chú. Không nghe gì hết á. Nói là sự đàng hoàng đi, nói chổng không chú không thích. Dạ con kính thưa chú, con là y tá Dung,
hôm nay con gọi để xin phép chú cho phép con mua thêm chậu bông nữa, y chang như cái chậu bông lần trước, để con để ngay lễ tân cho nó cân bằng đó chú. Chú đồng ý nha chú. Ao, ao. Sao? Chú nói sao á, úng rồi vậy? Chú im lặng. Im lặng là đồng ý rồi đó. Chú ơi, chú im lặng là chú đồng ý hả chú? Im nữa hả? Dạ, 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 đồng ý dạ, dạ chú ơi, con cảm ơn chú nha. Bây giờ con đi mua liền, xong rồi con gửi hóa đơn cho chú nha. Muốn nói gì thì nói người ta đi. Ông nói gì trơn trọi vậy? Ủa ai mới vui người ta? À, bạn tôi tới rồi. Trời ơi, hôm nay coi cái lương đông vui ca đã luôn. Chờ tôi chút nha. Còn ta, ta đây có công. Ân nhân có công, san sẻ một phần máu thịt cho tiện nữ thì chẳng khác chi là một đấng sinh thành. Xuyên lang là con của ta. Như vậy bà là giỏi sao? Lắm, dám nhân lúc tôi như về mà kêu người tới quậy phá hả? Còn ta, ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta cũng có một đứa con gái, nhưng mà nó đã theo chồng. Trời ơi, trời ơi, chú dòng cổ đâu ngon gì đâu. Trời ơi, hay quá, hay quá. Trời ơi, tôi thích nhất là cái kính cao cái tuồng này nha bạn. Ừ, ca hay mà còn đẹp trai nữa đó. Mê liền á. Mấy bà im lặng đi, để ông Nghĩa ngủ không, ông la bây giờ đó. Trời ơi, ông có ngủ nghe đâu, ông chồng tôi, ông vui vẻ lắm, yên tâm. Mà mình coi cả lương mình mới bàn tán xôn xao như đá banh vậy đó mới hay. Chứ ngồi mà im lặng được. Nè, anh thấy không, ông còn múa minh họa cho mình coi nữa đó. Nói nghe nè, ông chồng tôi á dễ thương lắm, mỗi lần tôi coi cải lương á là ông đau múa minh họa. Bây giờ không bao giờ coi cải lương mà tôi chán hết trơn trọi đó. Ý ông là sao chị? Đâu có sao, múa minh họa không có gì trơn á. Muốn gì thì nói, ông nói làm sao ta biết. Nè, cứ ăn đi, ăn khỏi coi là coi thoải mái nè, ăn đi, ăn đi. Có ông chồng tâm lý vậy á, đã thiệt chứ. Ừ, ừ. Đó, sao vậy? Hả? À, sao? Tắt hả? Tắt cái mở ra. Muốn gì nói ha? Làm thế nó mới biết gì hết á. Trời ơi, công nhận á, bây giờ tôi không biết nha. Sao? Anh Nghĩa vui tánh ghê nha. Bà Năm là sướng nhất. Vậy hả? Ăn đi, ăn vừa coi miếng giả. Hay quá. Vỗ tay, vỗ tay. Các em ơi, cuối cùng thì vị khách mời chúng ta chờ đợi cũng đã tới rồi. Nào, hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón ông nha. Dạ, con xin mời chú ạ. Dạ. Hả? Con xin giới thiệu với các em, đây là ông Khoa, là ông nội của bạn Long lớp mình đó. Cũng có nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức để truyền đạt cho các em, cũng như là trao dồi cho các em thêm kinh nghiệm trong cuộc sống đó. Nào, cùng đón chào ông Khoa nào. Trời ơi, ông nội ơi, sao hẹn mà không tới vậy trời.